Combo âm thanh với chim đêm các bác nhé. Đây là những bộ combo giá thành hiện nay, giá thành hợp lý nhất và giá thành giá rẻ nhất thị trường hiện nay bây giờ để phục vụ mùa bẫy chim đêm sắp tới rồi. Bây giờ đã là chuẩn bị bước tháng 4, chuẩn bị đến mùa các bác răng lưới căng buồm để chúng ta chiến mùa chim dễ run các bác nhé, và chích và gà đồng. Và đây những bộ combo âm thanh bẫy chim dễ run các bác nhé. Ngay cả các bác hiện tại các bác lác đác một số lơi bạc đã về, và đây những bộ combo là giá thành giá rẻ hợp lý túi tiền anh em bẫy chim đêm, vừa là kinh tế, vừa là đam mê, vừa là kiếm mùa nhậu, vừa là kiếm tiền thu nhập cho gia đình các bác nhé. Và phương thức giao dịch bên em, các bác không cần các bác đặt cọc hay chuyển khoản bất kỳ hình thức nào, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán bưu tá các bác nhé. Đấy, đây là những bộ combo âm ly, đây là thẳng luôn là bộ combo âm thanh bẫy chim đêm giá rẻ nhất thị trường hiện tại bây giờ. Đấy, đây là bộ âm ly, đó là ngoài âm ly chế ra bên em còn âm ly 263B đây này các bạn nhé. Đây là bộ âm ly 263B huyền thoại từ trước đến nay, nó chỉ sau âm ly son và cải tiến nâng cấp của âm ly son 288 các bạn nhé. Đây là bản cũng là như cái bản full của cái bản âm ly son 288, nó nâng cấp lên các bác nhé, và càng ngày nó cải tiến hiện đại hơn và theo cái xu hướng thị trường nhiều hơn. Như vậy âm thanh chất lượng cũng không thua kém gì âm ly son 288 các bác nhé. Đấy. Đấy, và đây là loa lén Việt Nam chép tép. Thế em nói thẳng luôn là những cái bộ âm thanh thế này hầu như chúng ta phải nhập ngoại nước ngoài rất chi là nhiều, do vậy giá cả lên xuống theo từng ngày các bác nhé. Như tình hình bây giờ hiện tại tất cả các cửa biên chúng ta nhập hàng hầu như hoàn toàn bên Trung Quốc các bác nhé, ngay cả côn chép âm ly thế này, ngoài loa lén kia thôi, loa lén ở loa lén Việt Nam giá thành hợp lý túi tiền, không như loa lén Indo các bác nhé. Loa lén Indo hiện tại em thấy thật các bác rất chi là đắt, không rẻ thế nào đâu, bởi vì một cái đôi loa lén kia mua được, các bác mua một loa Indo 10W như cái kia. Hiện tại bây giờ em chỉ biết rằng là một đôi loa lén Việt Nam này giá thành còn rẻ hơn bằng một chiếc loa lén Indo 10W các bác nhé. Đấy, một đôi loa lén 15W của Việt Nam công suất 15W thế kia thôi, chỉ có giá là 520.000 thôi các bác nhé. Đấy, chỉ có là 520.000. Đấy, em báo giá công khai luôn. Chỉ có 520.000 đôi loa lén 15W kia, còn loa lén của Indo 10W hiện tại giá trên dưới em gần 600.000 một chiếc các bác nhá. Em nói thẳng luôn là gần 600.000 một chiếc loa lén Indo. Đấy, chỉ có loa lén Indo 10W thôi đấy, còn chưa tính loa lén Indo 15W, giá thành rất chi là đắt, và do giá cả thị trường này nó lên xuống rất chi thất thường nên giá rất chi là đắt. Và cái âm ly 263B thế này, vì nó em nói thẳng luôn là nâng cấp của son 288. Nó có những chức năng gì? Phun như thế nào, vì sao nâng cấp. Và đây là những củ la chép các bác nhé. Khi các bác mua la chép thế này, bên em sẽ tặng phễu này cho các bác. Đấy, tặng phễu này cho các bác. Về các bác chỉ việc gắn như thế này, về đánh thôi. Kia là những củ la chép, đây là côn. Khi các bác đánh dễ run hoặc đánh chích thì các bác đánh nó la chép rất chi là nhiều. Thế vậy khi các bác mua bộ la chép thế này, đánh về dễ run, chích hoặc là bộ phun combo thế này, các bác lên kèm theo một hai đôi côn như kia để dự phòng. Do vì chúng ta đang vừa đánh dễ run và chích nên vì vậy các bác đánh trời mưa rất chi rất thường, nhưng các bác chuyên nghiệp lâu năm kinh nghiệm rồi để xử lý những cái côn như nó chích chi đơn giản thôi, còn chúng ta những người mới vào nghề xử lý cái côn để cháy côn như rất chi là mất nhiều thời gian. Nên vì vậy em khuyên các bác nên mua sở hữu 1-2-3 đôi côn để dự phòng cái cháy chép này các bác nhé. Khi các bác đánh giữa đồng mà cháy côn chép thế này rất chi là quái quăm phức tạp. Đấy,
Và đây là em chỉ trưng bày thôi, lưới các bác đánh lưới như thế nào, chim gì và ra sao, các bác cần tư vấn cái bộ phun âm thanh như thế nào và chỉnh ra sao thì các bác cứ alo về cho shop, sẽ cố vấn và làm sao cho hợp lý nhất để cho các bác đánh hiệu quả kinh tế các bác nhé. Đấy. Và các bác đánh chim như thế nào, chim gì, cần lưới bao nhiêu mét, 50m, 100m thì shop luôn luôn gửi về cho các bác. Các bác đánh dễ run cần lưới như thế nào, đánh vạc cần lưới ra sao và đánh lưới tổng hợp cần các bác cần lưới mắt lưới như thế nào. Đấy thì các bác cứ alo vào cho shop, shop sẽ gửi những bộ phận những bộ âm thanh như thế đó để cho các bác đánh cho hiệu quả nhất. Đấy. Và âm ly thế này 263B hiện tại bên em đang bán là 450.000 các bác nhé, 450.000. Và một đôi lá chắp bên kia hiện tại bên em đang bán là 330.000 các bác nhé. Đấy, một chiếc côn như kia hiện tại bên em đang bán là 30.000 một chiếc các bác nhé. Đấy. Và lưới là tùy thuộc theo chiều dài các bác đánh khổ bao nhiêu như thế nào thì bên em mới xác định bán cho các bác được. Chứ bây giờ các bác có bác đặt 100m, các bác đặt 50m, các bác đặt 150m thì lúc đó thì các bác cứ alo cho shop để shop sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Đấy. Và các bác mua full bộ như thế này, bên em sẽ khuyến mại cho các bác tiếng. Em nói thẳng luôn, khuyến mại các bác tiếng. Đấy, chương trình khuyến mại cho các bác mua full bộ cấu hình như thế này. Hoặc các bác cần cứ tiếng gì, cứ alo cho shop, shop sẽ gửi cho Zalo cho các bác nhé. Đấy. Gửi qua Zalo, hoặc cần thiết quá các bác cần tiếng bằng thẻ nhớ điện thoại. Các bác chỉ giá cho shop 50.000 tiền mua thẻ nhớ điện thoại, đó là thẻ nhớ 4GB các bác nhé. Và các bác đánh và cài và SD card cái này. Nấm bác bảo rằng là mua cái đầu USB, nhưng bây giờ hầu như cái USB đó các bác mua thì hầu như cái chân này nấm bác đã kêu rất chi là nhiều rồi, hỏng mất chân và doãng mất chân. Vì vậy những cái tiếng mà các bác mua tiếng đó là tiếng độc bản quyền, họ cài mã đó, thì các bác muốn có sang file ra rất chi là khó vì đó tiếng họ đã cài mật khẩu mật mã vào cái đấy rồi. Đấy. Ngoài âm ly 63B này có thể các bác chỉnh bát chết rất chi rõ ràng thế nào rồi. Cần thiết các bác có thể mua cái mic lúc chờ chim ngoài nằm vùng nằm đồng nữa, các bác có thể hát karaoke trên cái bộ âm thanh như này bình thường các bác nhé. Ngoài ra có chức năng Bluetooth. Đấy, Bluetooth các bác nhé. Cái chương trình Bluetooth này là nào em sẽ giới thiệu chi tiết hơn và kể các bác bắt Bluetooth. Ngoài Bluetooth các bác nghe radio FM các bác nhé. Đây là radio FM, cái này có thể bắt được radio FM có dàn anten này các bác nhé. Đấy. Đây là tiếng output loa ra loa các bác nhé, các bác cắm vào loa được, đây là cắm vào chân loa thế này được. Đấy. Và đặc biệt hơn nó có cái này có nguồn điện 220V các bác nhé, đây là cắm nguồn điện 220V và đầu cổng 12V ra 5A này các bác nhé. 12V 5A này các bác đánh ngoài đồng các bác có thể dùng cái dây, khi các bác mua cái bộ âm ly này bên em sẽ khuyến mại cho các bác cái dây cắm bình ắc quy các bác nhé. Đấy, ngoài ắc quy. Và đây là dùng các bác cần nhà ấy, thì dùng điện lưới, các bác dùng cắm này trực tiếp điện 220V được các bác nhé. Đấy. Và đây nút tắt mở. Chức năng đầy đủ như một chiếc đầu bình thường các bác nhé. Đấy. Và đặc biệt hơn nó có là mở rộng nhiều chức năng nhiều hơn nữa các bác nhé. Đấy. Vâng, thưa các bác, đây bộ sản phẩm em trưng bày thôi. Chứ chính ra các bác có nhu cầu shop rất chi là nhiều. Đấy, ở trong kho rất nhiều. Bởi vì em bày ra ít thôi chứ em bày ra em lại phải dọn chứ rất chi là vất vả. Vâng, các bác có nhu cầu về sản phẩm nào, các bác hãy điện Zalo, điện là số điện thoại, hai số điện thoại dưới video các bác nhé. Hai số điện thoại đó đều có Zalo các bác nhé. Đấy. Video xin kết thúc ở đây. Các bác có nhu cầu hãy điện về cho shop. Và các bác thấy sản phẩm hữu ích hay, các bác đăng ký một nút đăng ký, một nút like và đặc biệt hơn các bác nhấn một nút chuông em nhé các bác nhé, để các bác nhận nhờ cứ chương trình video tiếp theo để hữu ích hơn cho các bác bệnh chim đêm các bác nhé. Xin chào và hẹn các bác ở video tiếp theo.